Hiện tại mình hàn cái khung sắt kia thì nó cũng để từ cho tương lai thôi, và cho phòng những lúc mưa gió bão bùng thôi. Còn cây hầu như là đã đứng được. Sau khi trồng vào chậu là cây đứng thẳng được, không phải suy nghĩ gì cả. Đấy, mình quay sát lại cho các bạn xem này, thân cây này. Đấy nhá. Đấy. Thấy chưa? Đây mình hàn khung theo cái thế của cây. Đấy. Chỉ có duy nhất một chỗ này là nó có một cái cành. Có cái cành thì mình đã có vết cắt đấy. Quá trình hôm qua là hết cả một ngày là chỉ để hàn cái đế chậu và đưa cây vào nhé. Hôm nay tiếp tục hàn cái khung cột ở trên. Khung cột ở trên thì cho nó đứng cây. Đánh dấu lên trọng tác phẩm hoa giấy cổ phục gốc này viết này 30 năm rất là giá.
Đây mình quay sát để các bạn thấy được nhá. Là cái cây hoa giấy này nó nằm trong chậu là hoàn toàn đứng tự thẳng tự nhiên nhá. Mình vẫn lấy cái ngọn nó làm trụ trục chính. Đấy. Cái khung này là chỉ để phòng trong trường hợp là có gió bão thôi nhá. Đây nhá, vẫn khoảng cách nhá. Khoảng cách nhá, giữ khoảng cách đây nhá. Đấy, chiều ngang này. Đấy, các bạn nhìn lên trên này. Đấy, nó hoàn toàn nó nằm ở giữa nhá, không phải đỡ một cái gì cả. Đấy. Ở cái chiều này cũng thế này. Chiều này nằm giữa luôn. Giữa cái khung này luôn. Giữa khung sắt này luôn. Cho nên là hoàn toàn là an toàn, không phải bị nó chèn vào cái khung sắt mà sợ nó bị thương, vết thương ở thân nhá. Đấy. Đấy, cách làm khung sắt như vậy.